khai mau, em đi xem hồi nào. Xem đi anh. Anh còn chưa xem hả? Ủa em nói em đi xem hồi nào? Ủa chưa xem sao em biết hết vậy? Em biết hết điện thoại vậy? Vâng, đang xem gì chăm chú vậy? Xem tham khảo mấy bộ phim lấy tưởng. Em đang muốn làm chủ đề gì? Chủ đề ngôn tình. Mấy bộ em làm hình sự hoài giờ tính đổi mặt. Ngôn tình thấy phim Mai sao? Phim Mai cũng hay đó. Bình cũ, rượu cũ, nhưng mà áo mới. Em thấy có mấy câu thoại xuất sắc lắm nha. Em có ghi trong này nè. Ví dụ như là cái mệt sạch nhất cũng có bụi, đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu. Thế lại là đừng yêu tôi, quá khứ của tôi tệ lắm. Giống như kiểu là cái cô này 40 tuổi cũng muốn yêu nhưng mà cô sợ. Rồi câu là nếu yêu thêm lần nữa thất bại, anh sẽ là quá khứ mới của em, còn nếu thành công chúng ta sẽ là tương lai của nhau. Trời, câu này khỏi cãi luôn anh. Thì đúng rồi, yêu thất bại thì anh là quá khứ của em, đúng không? Còn mà yêu thành công thì hai người là tương lai của nhau. Quá đúng, không cãi luôn, không còn cãi, không có lời nào để cãi luôn á. Rồi câu là yêu đâu có ai khôn, cũng đúng luôn. Không ai yêu mà khôn hết trơn á. Người ta yêu bằng trái tim chứ yêu bằng lý trí là tình yêu vụ lợi toan tính rồi, đúng không? Rồi cái câu là câu cuối, câu cuối của nhân vật Mai mà nói với sau á, nói với nhân vật sau là sao ta? Cảm ơn vì đã không đợi em. Trời, câu này đúng giống như động lại là một lời vừa là cảm ơn, vừa là trách móc, vừa là một lời tiếc nuối của nhân vật Mai. Nói chung là mấy câu thoại này rất là ngôn tình nhỉ, xuất sắc. Em ghi ra đây để dành mốt em đôi ra em xài. Ủa em xem Mai rồi hả? Đâu xem. Khai mau, em đi xem hồi nào? Xem đi anh. Anh còn chưa xem hả? Ủa em nói em đi xem hồi nào? Ủa chưa xem sao em biết hết vậy? Em biết hết điện thoại vậy? Ủa giờ đâu cần coi phim nói thì không. Chỉ cần coi review thôi là biết rồi. Lại thấy review.